Hello các bạn, em mì xin mến chào các bạn nha. Đây là bộ móng em mì đã làm xong nè. Bây giờ chuẩn bị các bước làm marble mà hai màu cho cô khách này nha. Bây giờ cái màu hồng này là cô khách sơn. Cô khách muốn cái màu hồng đậm hơn để làm marble. Em mì bỏ màu hồng ra đây. Rồi cái marble của cô khách là hồng với đen. Bây giờ em mì bỏ màu đen ra đây luôn. Màu treo nha các bạn, chứ không phải là cái marble in. Rồi bây giờ mình sẽ có một cây cỏ gia lai, một cây cỏ thưa. Cỏ này mình mua Eximo nha các bạn, lâu rồi. Các bạn muốn mua giống em mình thì các bạn tìm Eximo hay Amazon gì đó. Chứ em mình không có cái link để cho cái cỏ này nha các bạn. Rồi bây giờ em mình dùng cái keo lon nè. À, mấy anh chị em thì thường gọi cái thớp lon đó. Em mình quét lên cái ống màu trắng này. Rồi mình quét luôn cái ngón màu trắng này. Rồi bây giờ em mình sẽ chấm nha. Em mình sẽ chấm cái hồng. Em mình có cái phát có cái hình, em mình sẽ chấm cái hồng nè. Đó, cái hồng trước nha các bạn. Chấm thêm cái hồng bên đây. Bạn thấy mình kéo từ từ xuống không? À, cái mơ bò này mình để rửa cái cỏ nha. Vậy cái cỏ nó bắt đầu nó dính cái keo lon đó các bạn. Rồi các bạn thấy là mình đã xong không? Rồi, cái màu nó lọt thì mình phải làm theo lọt thôi. Mình làm cho nó có cái gợn gợn sấy của cái màu bầu ra các bạn thấy không? Đó. Rồi mình chấm một cái đầu nhỏ thôi. Đó, mình đã cho nó có cái gợn nó sấy. Rồi bây giờ em mình sẽ đi màu đen nha các bạn. Mình dùng cái cỏ này đâu nè, mình sẽ lấy một ít màu đen nè. Đó, các bạn thấy mình đi nhẹ nhẹ từ từ thôi. Các bạn mà đi mạnh quá là nó dạ, bây giờ mình sẽ đi màu đen nè. Màu đen lấy ít thôi nha các bạn, tại vì màu đen nó đậm lắm. Rồi là mình đã ra xong một cái ngón mơ bầu nè. Rồi bây giờ em mình sẽ lấy màu đen, em mình đi bên đây nữa nha. Thôi các bạn đi, các bạn dùng dùng cái cỏ vậy cho cái màu đen nó lan vô, nó quyện vô cái màu hồng các bạn thấy không? Rồi trên đây mình cũng đi màu đen nè. So is that pink the same as this but this is pink? Đó, mình sửa lại cái đường nét nha các bạn. Is it gonna sparkle rồi. Like that? Vậy là mình đã xong rồi các bạn thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Đây, mình tán tán cái đen ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơn nha các bạn. Em mình cho hơn. Rồi bây giờ tới cái ngón bên đây, em mình sẽ dọn cái đồ nghề nó xích ra một chút nha. Sau thì các bạn tìm cái khách nữa nên hơi ồn. Bây giờ em mình sẽ làm bên đây, em mình sẽ làm một ngón trước. Em mình sẽ làm một ngón út trước nha các bạn. Em mình bỏ cái này một lần thôi. Rồi nhưng mà các bạn phải có cái keo lon, còn các bạn không có, các bạn có thể dùng cái bay keo cũng được. Nhưng mà em mình có cái keo lon, em mình xài cái keo lon rồi. Em mình lấy màu hồng nè. Em mình lấy màu hồng nè, em mình đi màu hồng trước các bạn.
này kéo cho cái nó nổi chút, các bạn thấy không? Rồi cái mình làm cho cái marble nó có cái sớ đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đen nha. Cái này mình vẽ là cái tay mình phải cho cực mình quyển chuyển chút đó. Để mình sửa cái đen hôm ấy thì mình lấy thêm cái hồng nè các bạn, mình tô thêm, mình sửa lại cho nó mít cho cái đen. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi bên đây như thế này. Rồi các bạn thấy đây, cái bên đây mô bồ nó đã khô rồi nè. Bây giờ em mình bỏ cái nước bóng lên cho các bạn coi nha. Đây cái sớ mô bầu của em mì đã xong. Các bạn thấy không, mình làm cái loại này nó rất là đơn giản luôn. Rồi em mì sẽ bỏ luôn cái mấy món này. Các bạn thấy dễ không, cái màu à, cái màu trắng ở dưới và cái màu hồng. Cô khách chọn màu hồng đậm hơn để mình vẽ cho nó ra cái mô bầu đậm một chút. Các bạn thấy cái marble mình làm rất là nhiều cách, các bạn dùng màu keo hoặc là mình dùng marble in, nhiều cách để mình làm marble lắm các bạn. Rồi bây giờ em mình cho hơi tay bên đây nha. Thì tiếp theo tay bên đây, ngón còn lại thì mình sẽ làm cái marble luôn. Marble là không nhất thiết ngón nào mình làm cũng giống ngón ấy nha các bạn. Marble nó phải khác, nó mới gọi là marble. Cái sớ nó ra cũng phải khác nữa. Rất là khó để mình làm marble mà hai ba ngón nó đều giống cái sớ, cái đường nét giống nhau được. Rồi bây giờ em làm tiếp nha. Các bạn thấy không, em đi cái đường nét hồng nó khác. Rồi mình sẽ dùng cái màu đen nè. Các bạn thấy mình đi cái màu đen đó. Màu đen mình phải đi cho nó có cái đường nét. Các bạn thấy cái cọ mình chỉnh đây, mình chỉnh ra cọ nè ha. Đây mình thêm một chút xíu hồng đây nè các bạn đó. Để mình đi một chút xíu đen lên đây nè, nó quyện trong cái hồng. Bạn thấy không, lại mì đã xong cái ngón mô bồ này đã. Rồi bây giờ em mình cho hơi bên đây nha các bạn. Rồi bây giờ camera zoom thì mẹ mì đây, lại mì đã xong rồi nè các bạn đó. Các bạn thấy không, màu hồng này cũng rất là đẹp. Cái mô bồ màu hồng với màu đen rất là đơn giản. Hôm nay mình chia sẻ cách mà mình dùng màu keo để mix marble hai màu cho khách hàng nha các bạn. Bây giờ em mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn yêu mến em mì, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mì để không bỏ lỡ những video mới nha các bạn. Em mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.